Dạ vâng, Kim Môn Cơ Giới VN xin kính chào toàn thể quý khách hàng từ Bắc đến Nam. Hôm nay công ty em gửi đến tất cả các quý khách hàng một cái dòng sản phẩm mang thương hiệu Yamaha VO35-6B. Thì em nó sẽ có cái hình thể như thế này. Giá thì em sẽ công bố trước luôn cho khách hàng để tiện mình tham khảo nha. 320 triệu. 320 triệu thì khách hàng sẽ sở hữu được một em Yamaha VO35-6B. Hiện tại đang có đường bố nguyên bản và đường tháo lắp nhanh đi tới đầu cần, nhưng em nó không có tháo lắp nhanh, nhưng đổi ngược lại là em nó có một bộ rút rất là đẹp luôn nha khách hàng. Thì em Kim sẽ dẫn quý khách hàng đi chậm chậm từ từ để mình xem từng cái bộ phận chi tiết của em nó ha. Trước tiên là mình xem cái linh hồn của con máy này, đó là cái động cơ ha. Ở miền Bắc người ta kêu bằng cái động cơ, miền Nam tụi em kêu bằng cái máy thôi. Đấy, thì hiện tại là em này đang sử dụng cái máy có model là Paten NV88, tương đương với những cái em Coupe 40 SR-3-5 đều sử dụng cái dòng máy này ha. Thì nó xài máy lớn là sử dụng 40-50 đều nó xài 88 hết nha quý khách hàng. Nhưng em này là cái dòng sản phẩm đời cao của thương hiệu Yamaha thì em nó vẫn xài cái dòng động cơ là 88, chứ còn 30 thì nó chỉ xài 82 thôi nha quý khách hàng. Đó, nó chỉ xài 82. Còn em này xài động cơ rất là cực kỳ lớn luôn. Động cơ này, máy này em Kim chưa có rửa. Đấy, chưa có rửa cho nên nó sẽ hình thể như thế này ha. Nhưng mà em Kim sẽ bao đẹp cho khách hàng là vì khi mà mình nhập con máy về là nó có như thế này là chứng tỏ rằng là máy chưa bung nguyên bản ha. Còn cái bơm thì ối giời ơi mấy khách hàng ơi, không cần phải lăn tăn suy nghĩ gì nữa nha. Bơm của nó cực kỳ đẹp luôn. Với cái làn da trắng như ngọc trinh như thế này thì khách hàng có thể mà mình tham khảo và kiểm chứng được là em nó vẫn chưa bung nha. Đấy, vẫn chưa bung mà vẫn đẹp đó. Đấy, khá là xinh xắn cho một cái sản phẩm mà Yamaha đời cao như thế này mà sở hữu bơm lớn, máy lớn. Đấy, thì công suất của em nó hoạt động cực kỳ lớn cho nên là khi mình làm việc cực kỳ hiệu quả trong công việc luôn. Rồi đây là cái hình thể nè, từ phía phần phía sau mông mình xem đi tới phía trước thì em nó sẽ có hình thể như thế này. Guốc thì guốc cao su, đùi thì đùi nhông. Đấy, đùi thì đùi nhông. Riêng cái phần xích của nó đó, bị mất hết một lá. Cái đó thì để em Kim xử lý sao, hoặc là mình có thể để như vậy và mình sử dụng được luôn nha anh chị. Đấy, bên trên nè. Đấy, bên trên thì nó có thảm cao su ha, vẫn còn thảm ha. Còn chân chạy là cực kỳ, tới nói cực kỳ nhẹ luôn. Bây giờ em Kim sẽ lên trên cái xe nè. Đấy, mình thấy không, cực kỳ nhẹ luôn, chỉ cần mình đẩy nhẹ một cái là nó chạy vèo vèo, đẩy nhẹ một cái là nó chạy vèo vèo luôn nha khách hàng. Đấy, ví dụ mà anh chị tài xế nào mà đang lái máy thấy có bên đây có một em người đẹp thì chỉ cần đẩy nhẹ cái bên đây là nó xoáy qua bên đây là mình có thể nhìn thấy người đẹp ngay nha. Rồi, tiếp tục trở lại chương trình thì em sẽ giới thiệu đến khách hàng về cái phần ở bên trên cabin ha. Ở bên trên cabin. Đây. Đây là chìa khóa nè. Đấy, đồng hồ của em nó nè. Nè, cái này yếu bình ha. Cái này nó sẽ hiện lên hết này, menu F1, F2, F3, F4. Đấy, gùa thỏ đồ là nó sẽ có trên đây hết. Và cái điều kế tiếp nữa là em nó đang sử dụng cái ga điện nha khách hàng. Ga này là ga điện. Ga điện thì nó sẽ có nằm gùa thỏ trên này luôn ha. Ga điện nằm gùa thỏ trên này luôn. Thì khi mà anh chị mà không xài thì ngưng hoạt động thì nó sẽ trả về số mo, thì cái nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu rất là nhiều. Với lại thị trường hiện nay là nhiên liệu cực kỳ khan hiếm thì anh chị sử dụng những cái dòng đề cao này là cực kỳ hiệu quả trong công việc cũng như là tiết kiệm nhiên liệu cho mình luôn nha. Với giá 320 mà khách hàng sở hữu được nguyên bộ nguyên riêng như thế này là cũng là khá là ok rồi nha anh chị ơi. Rồi, đây là cái bộ phận tháo lắp nhanh của em nó hiện tại là vẫn còn nha anh chị. Hiện tại là vẫn còn hệ thống tháo lắp nhanh, thì đây là cái hệ thống tháo lắp nhanh của mình, nó đi thẳng ra tới đầu cần luôn. Còn hai bên ống bên đây là đường búa. Đường búa thì đường búa nguyên bản thì hiện tại là em nó đã có lên tới đầu cần. Khi nào mình chỉ sử dụng búa là mình lắp vào là mình bắn được ngay nha khách hàng. Còn cái rào em này thì theo em Kim nhận định là nó hơi nhỏ so với con xe, là vì bên bển nó đào đường cáp quang cho nên nó sở hữu cái rào cực kỳ nhỏ nha. Tuy là nó ba găng nhưng mà kích thước của nó tầm khoảng 40 thôi. Nhưng cái điều đặc biệt đáng nói ở đây là khi khách hàng mà có nhu cầu mua cái dòng máy này của bên em Kim thì em Kim sẽ sẵn sàng thay cái rào lớn hơn một tí theo nhu cầu của khách hàng. Đó là chiều lòng khách hàng tới chiều lòng khách hàng từ A cho đến Z luôn ha. Nếu như cái mức mà chi phí mà nó không cao thì em Kim sẽ hỗ trợ khách hàng tối đa luôn. Ví dụ như đổi rào nè, khi khách hàng mua thì có được những cái ưu điểm gì từ ở bên em Kim ạ? Thì em Kim sẽ thay nhớt máy và cả lọc lượt, kể cả lọc gió thì em Kim sẽ thay luôn cho khách hàng và kiểm tra từ đầu đến đích
Nếu như có cái pháp ti nào nó bị vỡ, bị bể thì em Kim sẽ sẵn sàng thay luôn ngay lập tức để cho anh em về có một cái sản phẩm tốt nhất có thể để mà mình sử dụng ngay và luôn. Kể cả những quả ga lê đè, ga lê đỡ mà mình kiểm tra tổng thể con xe, thì những cái phần ví dụ thôi, em chỉ ví dụ một cái đơn giản thôi. Một quả ga lê thì nó tầm khoảng mấy trăm đến 1 triệu. Tại vì ga lê nhỏ thì 950, 1 triệu gì đấy, 1 triệu đến 1 triệu 2 gì đấy, tùy theo cái nơi bán ha. Thì cái giá trị của nó thì mình tính bằng tiền triệu thôi. Nhưng mà nếu nói về cái giá trị mà để em Kim trao đến khách hàng một cái sản phẩm hoàn thiện thì cái đó không còn nằm ở cái giá trị tiền bạc nữa nha khách hàng. Cái đó là những cái tâm tư, tâm tình mà em Kim gửi đến cho khách hàng một cái con xe và một cái sản phẩm hoàn thiện hơn. Thì những cái phần đó là em Kim không nghĩ đến nữa và cũng sẽ không bao giờ mà nói lên ở trên đây. Chỉ là mình nói ở đây để cho khách hàng mình có thể hiểu được và tham khảo. Đó, tham khảo nha. Tham khảo là bên em Kim làm việc như thế nào và bảo trì một con máy nó như thế nào. Thì bình thường em bảo trì một con máy em thường xuyên quay trực tiếp để cho khách hàng mình xem và tham khảo lắm. Đấy, nãy giờ là bật chìa khóa rồi cho nên là cái đèn nó hay kêu đó. Ủa không? Nó hay chớp nháy. Cho nên là em Kim sẽ tắt cái chìa khóa ha. Rồi, kế tiếp nữa thì em nó đang có một cái đèn chớp nháy đi, rất là tiện cho anh chị em mình làm công trình luôn nha. Ban đêm, ban ngày gì mình cũng có thể làm. Về riêng về đèn thì em Kim lúc nào cũng dạy biết khách hàng mua một con xe 15 thôi, 01 thôi, chưa tới 01 cho đến 2 khói thì em Kim đều lắp đầy đủ hệ thống chiếu sáng để cho anh em như thế nào mình có thể làm ban ngày, ban đêm. Giờ giấc nào mình cũng có thể hoạt động cái máy mình, nó luôn hoạt động ngày, hoạt động đêm để cho khách hàng có thể nhanh chóng thu hồi vốn cũng như là kịp bàn giao tiến độ cho những cái công trình khác hoặc là bàn giao lại cho chủ nhà ha. Rồi, em Kim giới thiệu tiếp đến khách hàng là cái phần cát nước này, khách hàng thấy không? Đây, cái phần cát nước của em nó khá là ok luôn, tại vì nó đời nó cao cho nên là nó cũng còn khá là mới nha. Đấy, em chỉ quay được ở bên ngoài như thế này cho khách hàng xem tham khảo thôi. Nếu như anh chị nào ở gần kho hàng của em á thì nên đến kho hàng của em trực tiếp để mà mình có thể xem tận mắt được một cái con máy và cái sản phẩm như thế nào. Và mình có thể tự tay mình test cái con máy này luôn nha anh chị ơi. Đấy, giá 320 triệu thì khách hàng có thể sở hữu được một em máy đào mang nhãn hiệu như thế nào ạ? Yamaha VO35-6B. VO35-6B nha khách hàng. Đấy, thì sản phẩm của khách hàng là hiện tại đang đứng ở đây chờ anh chị đại gia, cũng như là anh chị làm công trình nào đó đang cần thì cứ đến hốt em nó ngay, về là hoạt động ngay luôn nha. Vì em Kim đã kiểm tra tổng thể con máy và có thể đem về làm ngay và luôn rồi. Đấy, thì em Kim đã giới thiệu hết những cái ưu điểm, cái nhược điểm của cái sản phẩm mình rồi. Thì khi mà anh chị ok thì có thể liên hệ ngay trực tiếp cho em Kim vào cái số 0966 340 640. Em Kim sẽ để ở dưới phần video, quý khách hàng vui lòng liên hệ cho em khi cần thiết và khi cần tư vấn thêm những cái dòng sản phẩm khác. Là vì hàng hóa của bên em Kim về rất là nhiều nha khách hàng. Đấy, rất là nhiều nha. Khi anh chị cần tư vấn cái sản phẩm nào thì cứ alo cho em Kim nha. Em Kim nhắc lại số điện thoại 0966 340 640. Cảm ơn quý khách hàng đã dành ít phút theo dõi cái kênh Kim Mun Cơ Giới VN. Hẹn khách hàng vào những cái video tiếp theo.